Cái nhà em giới thiệu một cái nhà, một con đèn pin nhỏ siêu sáng luôn nha. Nó gồm 30 bóng led đó, rất là sáng luôn nha, nhỏ mà có vỏ đó. New full box luôn, có cáp Type C nha, có thể là làm khui bia móc khóa 500 để hít vô cái vật sắt này kia nha. Này thích hợp để làm việc vào phòng thân nha, vì nó rất là sáng luôn đó, dùng cho trường hợp nguy hiểm này kia. Đây nhỏ mà rất là sáng luôn, nguyên hộp luôn nha, mới 150 ngàn bao ship luôn đó, 30 bóng led, đằng sau là 500 nha. Đây em về rất là nhiều đó, khách chốt rất là nhiều đơn nha đó, móc khóa nè, có thể khui bia nè, rất là nhiều tính năng nha, có thể dựng đứng nè, hoặc có thể nói chung là nó cắm vô cái giá ba chân á, để mà quay phim hay gì á, hỗ trợ ánh sáng, tại vì nó quá là sáng luôn. Vậy hít vô nè, hít vô sắt nè, để mình làm việc hay gì đó, tại vì một lần sáng nó 4 5 tiếng rồi nha. Đây nút nguồn, còn cái này cổng sạc nè, nó Type C nha chứ không phải là USB nữa, nó Type C nha. Rất là sáng luôn nha. Đây phòng em có 9 bóng đèn mà vẫn còn thua nó nữa đó. Rất là sáng luôn, rất thích hợp để làm việc hoặc phòng thân nha. Rồi em mời.